Mày mở đầu với tao rồi đó. Anh mở đầu. Ok, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cursu Original. Thật ra là bây giờ đó là Cursu rồi. Ok. Hôm qua thì mình có post một cái video. À không, phải là cái tab cộng đồng. Tab cộng đồng là kêu gọi anh em hỏi. Và nhiều anh em hỏi phết, thế thì trả lời câu hỏi thôi. Trước khi đến với video hỏi đáp ngày hôm nay thì ok, chúng ta đã đạt được 1/3 chặng đường đến cái nút bạc. Stop! Hai mươi lăm, hai mươi lăm k. Ok, là 1/4 cái lút bạc. Trái với các những cái kênh khác có đà rất là nhanh, kiểu phê game hay là phân tích game, thì bọn mình vẫn đang lẹt đẹt. Và hôm nay thì sẽ là một cái video trả lời câu hỏi cho anh em về những cái thông tin cũng như là những cái bí mật đời tư của anh em trong Cursu Channel. Và bây giờ thì mình sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Anh đã có vợ chưa? Anh có chơi LOL không? Show cấu hình máy đi của BioCap. Ok. Về mình, việc mình có vợ thì thực ra là chưa. Mình cũng tầm 26, 27 tuổi rồi, nhưng mà có biết là có ai lấy không ạ? Đéo. Anh có chơi LOL không? LOL thì có chơi, nhưng mà mình chơi khá ngu. Tại vì sắp tới có cái game Liên minh huyền thoại tốc chiến ấy. Mình nghĩ là mình sẽ chơi con game đấy. Câu hỏi cuối cùng là show cấu hình máy anh đi. Thì ok, bây giờ sẽ là video show cấu hình máy trong team của mình nhá. Và đây là cái cây của bọn mình đang dùng. Thì đây ở văn phòng mình đây, anh em đây. Đấy. Nó không phải là văn phòng nhưng mà đây. Thì cái cây đầu tiên là cây của mình, Cursu. Ok. Thì anh em nhìn thấy đây là cái cây này là có con RTX 2070 này. Con chip AMD là 3700X là con chip mới nhất của AMD đấy. Main này là main Gigabyte, mình đéo biết nữa, nhưng mà chip là 570 đúng rồi. Chipset là Z570 gì đấy. À X570, chết ngáo quá. Đây hai con thanh RAM này thì sẽ là 24GB RAM cùng với ổ cứng là 512GB SSD. Đấy, còn gì nữa không nhỉ? Đấy, thế thôi, ok. Thì ở đây thì màn hình thì mình sẽ sử dụng một con màn là con này là ThinkView, sếp đầu tư cho để anh em stream game. FPS thì con này sẽ có tần số quét khoảng độ 165Hz. Đây, đây là cái mặt thanh niên mẹ giáo sư rất là đẹp trai. Đấy. Đây thì sẽ là cũng một cái màn đeo, màn này thì mình sẽ dùng để chỉnh màu. Đây thì ở bên này thì sẽ có hai cái cây nữa. Thanh niên nhặt khăn lên. Đấy, ở đây thì sẽ có thanh niên uống, đéo cho mình uống. Rất là. Đấy, thanh niên dùng hai bàn phím luôn. Vậy đấy, thanh niên này chơi ao nhá anh em. Đấy, ok. Một cái cây này thì đây anh em có thể thấy cái con chip đây. Đấy, thì con này sẽ sử dụng là Ryzen 7 này, 2700X. Và card đồ họa là 1060. Cùng với đó là bao nhiêu, cũng 24 đúng không? 24. Một con này là 24GB RAM, còn kia là 32GB RAM. Đấy. Màn thì thanh niên này dùng một con gì nhỉ? Con Dell UltraSharp, bên này cũng thế, bên này to hơn tí. Đấy, thanh niên này. Ok. Thì hai cây này là hai cây giống nhau. Và còn thanh niên này thì mình vừa mới đuổi qua đây. Đấy, thanh niên này. Đấy, thanh niên này là hay edit những cái clip gọi là đây, chính edit cái clip này đây. Đấy. Thanh niên này hay edit clip kiểu phân phân các thứ cho anh em này. Đấy, chưa bao giờ được góp giọng mặt. Đấy, để tí sensor đi nhá. Phân tích tất tần tật về Death Stranding đi. Thực ra là bọn mình chưa không có PS4 nên mình chưa trải nghiệm được con game đấy. Nếu mà mình cứ xem video trên mạng thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều. Nói chung là cũng có hai cái vấn đề mà mình chưa làm những cái con game kiểu Death Stranding đấy. Death Stranding. Death Stranding. RIP English.
Nghe chị đọc nè, Death Stranding. Để bảo toàn cái sự trải nghiệm của anh em đối với từng con game một ấy, thì mình sẽ ít nhất thì cũng phải khoảng tầm 1 tháng sau khi con ấy ra mắt. Giống như kiểu con game Little Miss Fortune ấy, mình cũng để sau 1 tháng mình mới làm ấy. Còn con này thì cũng chưa được chơi nữa cho nên chả biết thế nào. Cho xin lịch sử hình thành nhóm. Bây giờ từ khi chỉ có mình, bây giờ có sói và vịt. Mình sẽ kể cho các bạn bắt đầu từ khi lập channel này là vào như là đầu tháng 6 hay đầu tháng 7 ấy. Đầu tháng 6 hay đầu tháng 7 nhỉ? Em nhớ thế nào được? Ừ, tầm đầu tháng 6 đúng không? Đầu tháng 6. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là một cái không gian khá là đời thường. Thì thực chất là kênh của mình được bảo trợ bởi một anh chủ hay một cái shop bán laptop. Thì vì vậy cho nên là mới có kênh Cờ Su như bây giờ cho các bạn xem. Thì thực ra thì khi mà thành lập ấy thì lúc đấy có hai thành viên nữa, đấy chính là Pao Fake và các bạn có thể xem video ở đây, và Đức Vịt thì có thể xem video ở đây. Thế nhưng mà tuy nhiên thì sau khoảng độ hơn 1 tháng thành lập kênh ấy, thì hai bạn đấy có gặp một số vấn đề riêng, các bạn nghỉ team. Và đấy cũng là một cái khoảng thời gian rất là áp lực đối với mình khi phải luôn phải giữ những cái video hàng tuần up lên cho các bạn. Và khoảng 1 tháng trở lại đây thì đây các anh em biết đấy, có thêm thành viên này. Và sắp tới thì sẽ có một vài thành viên nữa, nhưng mà chắc chỉ có mình với cả sói sẽ góp giọng chủ yếu thôi. AD có định đổi tên kênh thành gì không khi mà có thêm nhiều thành viên khác? Chắc là sau này mình sẽ đổi tên thành Linh Trưởng Channel hay gì đấy, kiểu toàn chó với sói. Thú vật channel, thú vật. Xúc vật channel. Ok. Anh có nghĩ Alexander là người ngoài hành tinh không? Ô hay, đã phân tích thế còn gì nữa. Alexander là người ngoài hành tinh còn gì nữa. Anh có gì dự định gì sắp tới? Như anh em biết là ngoài những video phân tích game và những video quanh tựa game ấy, thì sắp tới bọn mình có mở những cái chuyên mục khác, ví dụ như là review món ăn này, hay là review nước game thủ. Nước game thủ. Chuyên mục đấy thì sẽ do thanh niên này đảm nhiệm, mình không biết là ông sẽ review cái nước gì cho anh em nữa, tội đéo biết. Anh từng cãi nhau với bố mẹ về sở thích hay hoạt động thường ngày chưa? Và anh đã từng nghĩ quẩn khi cãi nhau với bố mẹ về điều đó và làm như thế nào để anh vượt qua? Thực ra mình thì cãi nhau bố mẹ giống như kiểu là cơm bữa, ngày nào cũng cãi nhau với bố mẹ. Về sở thích, kể cả về sở thích hay hoạt động thường ngày, mình với bố mẹ mình thì bất đồng quan điểm rất là nhiều. Anh từng nghĩ quẩn khi cãi nhau với bố mẹ về điều đó và làm thế nào vượt qua? Nghĩ quẩn thì cũng có đấy. Thì các bạn cứ nghĩ là thực ra một người đàn ông thì không phải là có lúc nào, đôi khi người ta cũng có lúc yếu đuối, phút giây yếu đuối. Làm thế nào vượt qua? Vượt qua thì khá đỏ. Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Thường thường ấy, không biết mày có thấy không, nhưng mà thường thường những cái người mà kiểu thích chơi game thì sẽ đồng nghĩa với việc mà nó thích khám phá những cái liên quan đến công nghệ, đời sống các thứ, đúng không? Kiểu hay đọc báo, rất là tò mò ấy, mình thế. Thế là, cho nên là các bạn mới có một cái kênh Cờ Su như bây giờ. Công việc YouTuber đã gây ra những khó khăn nào cho anh và làm cách nào để giải quyết những khó khăn đó? Thực ra đây là một câu chuyện buồn nếu như mà đối với mình nói riêng. Ngày xưa ấy thì cái động lực nào khiến cho mình tạo nên một cái kênh như thế này thì thực ra là lúc đấy là mình bị đuổi việc. Không biết có phải bị đuổi việc hay không, nhưng mà lúc đấy thì mình đang làm ở một cái channel tên là, nhưng mà lúc đấy mình bị nghỉ việc và mình đã lập những cái channel này, nhưng mà lúc đấy mình bị mất kênh. Và sau này thì các bạn có biết đấy, cũng biết đấy, thì bắt đầu từ tháng 7 có một công ty, không một công ty mà có một anh đã bảo trợ kênh Cờ Su cho các bạn có thể có những video ngày hôm nay. Thì nếu như mà các bạn thắc mắc ấy, thì các bạn có thể ấn ngay tại cái link ở đây. Thì đây chính là cái chỗ mà bọn mình làm việc. Đó chính là một cái chuỗi cửa hàng bán laptop. Và nhà tài trợ cho video của chúng mình chính là techsmart.vn. Tại đây chuyên cung cấp những mẫu laptop nhập khẩu từ Mỹ với chất lượng cực cao và giá thành rẻ gần như là phá giá trên thị trường. Hiện nay, TechSmart chính là nhãn hàng bảo trợ những video của Cờ Su
nên các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào những sản phẩm cực kỳ chất lượng và có giá siêu tốt tại đây nhé. Link của các sản phẩm sẽ để ngay dưới phần mô tả của các video nhé. Có khi nào Cờ Su muốn khóc khi phải ngồi ngẫm nghĩ, khi phải suy nghĩ phải làm video gì tiếp theo không? Nhưng mà sao lại phải khóc? Video về game thì nhiều mà, nhiều game mà sao ít khi mà cạn ý tưởng nữa. Mình nghĩ là cái việc duy nhất mà mình sẽ phải ngẫm nghĩ nhiều hơn đấy chính là việc có những người không thực sự không coi trọng những video của mình và sói làm ra. Tất nhiên là sẽ có những cái ý kiến của họ thôi, nhưng mà hoàn thiện hơn hoàn hảo. Ừ đúng rồi, mình luôn có một phương châm đấy chính là hoàn thiện hơn hoàn hảo. Như các bạn biết ấy, thì cái vấn đề các bạn chửi mình nhiều nhất đấy chính là mình bị giọng vùng miền đúng không? Tại sao mình nói giọng vùng miền chứ không phải mình bị ngọng? Thì ok là ngọng thật, nhưng mà vấn đề là bây giờ các bạn thử nghĩ xem, nếu như mà cô giáo dạy các bạn ở trường cũng không biết các bạn đang nói ngọng để sửa cho các bạn, thế thì ai sẽ người hướng dẫn cho các bạn? Bố mẹ các bạn thì đương nhiên là cũng bị thế rồi đúng không? Và thực chất thì mình không phải là bọn mình không sửa, mà nó cũng khá là khó và mình vẫn đang cố cải thiện dần. Tất nhiên các bạn có thể, nếu như mà các bạn không muốn nghe những cái giọng quá ngờ đơ thì các bạn có thể xem của thanh niên này. Link video sẽ ở đây, hoặc ở đây. Ok. Anh phân tích Blood. Blood đi roa đi. Roa. Game này thì ngày xưa hay gọi là đấu trường thú. Ok, trò đấu trường thú là nó có cốt truyện à? Nó cũng có câu chuyện mà, thực ra nó cũng có câu chuyện. Mày có định phân tích không? Sẽ suy nghĩ. Ok. Sao AD không phân tích rắn săn mồi? Rắn săn mồi. Hiểu. Ý nghĩa và nguồn gốc cái tên Sở Cu Solo Yasuo không? Đéo. Ý nghĩa về cái tên Cờ Su thì nói thật với anh em là thế này. Ngày xưa mình có con chó. Nó là con Lucky, thì anh em nhìn logo anh em biết rồi đúng không? Thì nó là chó nên là mình cái tên của nó mình gọi là Su. Nhưng mà anh em gặp lái thì có thể đọc theo kiểu là Cờ Hó Su ấy. Em bỏ chữ Hó thì nó là Cờ Su. Thế thôi. Tôi đéo hiểu tại sao mà lúc đăng lên anh em này bảo là Sở Cu. Anh có kỳ thị đồng tính không? Nếu không thì đưa anh nắm. Nếu đưa em bàn như tay đéo của em cho anh nắm. Em đưa bàn tay của em cho anh nắm này. À, nếu như bạn là thụ thì mình sẵn sàng làm công. Mình không sợ chuối mình dính sô cô la đây được. Mình không sợ chuối mình dính sô cô la đây được. Tại sao lại chọn hướng đi là phân tích những tựa game mà không phải làm những chủ đề khác? Chủ đề khác là chủ đề gì? Chủ đề khác là chủ đề Cờ Su Vlog. Vlog không? Mình Cờ Su Vlog. Ừ nhưng mà chính ra mày xem video vlog của anh chưa? Chưa đúng không? À em xem rồi. Có á? Có. Xem bao giờ vậy? Xem qua qua thôi, sương sương. Có à? Anh tưởng vlog của anh bay theo trước rồi. Anh để riêng tư ấy. À. AD có định làm những con game kinh dị nhật trong tương lai không? Mình rất thích video của Cờ Su nên mong các bạn sẽ làm những video kinh dị nhất về game Nhật. Sau video này thì các bạn sẽ được xem Persona 5 của thanh niên sói. Anh làm tới vì đam mê hay công việc? Cả hai. Cả hai. Mình có đam mê và cũng có công việc. Và đây cũng là giống như một công việc có thể nuôi sống mình. Giọng đọc anh hay quá, anh là người miền nào vậy? Anh bao nhiêu tuổi rồi, anh yêu chưa? Mình là người Hưng Yên. Các bạn có thể tra Hưng Yên. Ngọng lờ lờ. Anh tên gì, có bồ chưa, anh bao nhiêu tuổi? Mình tên là Tuấn, tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Tuấn. Bồ ấy chưa thì câu cái này trả lời sau. Mày. Em á? Tên của mình là Michael Duy. Có bồ chưa thì mới chia tay. Mới chia tay. Game đầu tiên anh chơi là game gì vậy AD? Em trước nhá. Game đầu tiên mà em chơi, game đầu tiên em chơi là game cướp đường phố. Cướp đường phố GTA San Andreas. À không phải San Andreas mà Vice City.
Ừ, Survive City. Thế vậy. Ông đéo nào gọi con đấy là cướp đường phố luôn. Thế. Được. Mình thì chơi con game đầu tiên là MU. Video phân tích game nào khiến Cờ Su cảm thấy ưng ý nhất sau khi hoàn thành. Đối với mình thì là con Red Out. Con thanh niên này mới làm được 2 video thì mày thấy cái nào hơn? Em cảm thấy ưng ý nhất à? Ừ. Thực ra ưng ý thì không... Chưa thấy ưng ý. Nhưng mà... Nếu mà phải chọn một trong hai tất nhiên là Don't Step rồi. Đấy. Cứ anh giải bao nhiêu xin đi mẹ. Cho em hỏi anh làm phân tích game vì điều gì? Vì điều gì? Vì... Vì có người xem. Anthony Chan đã có người yêu chưa? Sắp Noel rồi đó. Sắp Noel rồi đó. Tương lai anh có phát triển gì thêm không hay vẫn đi theo hướng phân tích như thế này, trong khi có rất nhiều YouTube làm về chủ đề này? Có một sự thật, theo dõi mình từ những video đầu tiên thì các bạn sẽ biết rằng mình là người đầu tiên khởi xướng ra thể loại phân tích game. Nếu như bạn là người đầu tiên xem những video của mình thì bạn sẽ biết mình làm trước cả phân tích game, mình làm trước cả phê game. Đã qua kênh mình bị đét thôi, chứ còn nếu không thì mình là người làm đầu tiên, chứ không phải là bắt đầu tháng 6, tháng 7 mình mới làm đâu. Tương lai có phát triển gì không, thêm gì không hay vẫn đi theo hướng phân tích như thế này? Review nước, game thử, review đồ ăn, review cuộc sống hàng ngày các mọi người. Nước game thủ anh em. Sắp tới sẽ có thêm một vài những cái chương trình gọi là trường tiểu học. Chúng tôi review tất cả mọi thứ. Anh em sẽ được xem rất là nhiều nội dung mới. Mình sẽ muốn mở rộng rất là nhiều nội dung khác chứ không chỉ có phân tích game. Anh em cố chờ nhé. Và bây giờ một chút quảng cáo. Nếu như bạn thích video của team mình cũng như là những cái sản phẩm bọn mình làm ra thì hãy ủng hộ cho bọn mình bằng cách mua laptop cho bọn mình ở đây. Thì đó là một kênh chủ quản bọn mình mà. Các bạn cứ yên tâm chất lượng của sản phẩm. Còn bây giờ, nếu như bạn quan tâm đến những sản phẩm và quan tâm đến kênh của bọn mình thì đừng quên nhấn like và subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.